Các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái dàn rau. Thì cái dàn này hôm trước là trồng rau đậu ve với lại đậu đũa, nhưng mà nó cỗi rồi thì mọi người nhổ đi. Và rau mồng tơi, tiếp theo đó là trồng rau mồng tơi, nhưng mà rau mồng tơi thì cũng hái lá ăn hết rồi. Thì sau cái đợt rau mồng tơi này thì để mình nghiên cứu xem trồng thêm rau gì đây nha. Trồng gì các bạn nha. Thì cái dàn như thế này thì có thể là trồng dưa leo nè, đúng không? Dưa leo hoặc là trồng lại đậu ve hoặc là đậu đũa cũng rất là tốt. Đó, mình lấy hai cái cây mình xéo qua như thế này nè. Đó, mình làm theo cả hàng như vậy. Sau đó thì mình để một cái cây ở giữa, xong rồi mình cũng cột dây bình thường thôi. Xong rồi ở dưới thì mình vuông đất lên, thả hạt rau vào, rồi tưới nước, thế thôi, rất là đơn giản. Nhà mình không có bỏ phân, bỏ gì hết trơn, chỉ có tưới nước rồi lên vậy thôi, rồi trồng rau ăn vậy thôi.